Rồi, chào các em nha, thì bây giờ tiếp tục thầy sửa cho các em đó là phần uh, ô mũi 1, phần tô màu nha Đối với phần ràng buộc dữ liệu thì nó khá dễ nha Các em cứ làm đi, cái nào không hiểu thì cứ hỏi nha Còn cái này uh, thầy sửa thì sửa từ tô màu thôi Còn cái ràng buộc thì quá dễ rồi Rồi, tô màu thì đây trong nhóm mình có 7 câu đó, Phần của mình có 7 câu, thầy sửa từng câu Câu thứ nhất, tô màu xanh đó, Cho các ô tên nhà là bình minh hạ trắng Tức các bạn dùng hàm O Rồi, kiểm tra các bạn làm như thế nào nha đó, các bạn dùng hàm O đúng rồi nè. do Bạn sử dụng công thức hàm O. Cái ô đầu tiên C3 nó bằng bình minh và hạ trắng nó cũng bằng bình minh và bạn dùng cấu trúc đó là khóa cột, bạn dùng thêm cái chức năng là khóa cột nha. Ok. Rồi, bạn đúng nha. Câu 1 ý thứ nhất. Đúng. Đó, rồi ý thứ hai. Câu 1 ý thứ hai người ta nói gì đây? Tô hai màu. À rồi rồi bạn sai nè bạn tô hai màu tô hai màu tô ba màu dùng icon các bạn nó là sao đây cho cục đơn giá thì đây các bạn lưu ý nè tô hai màu cho cột đơn giá là các bạn sử dụng chức năng nó là format on sale ý thứ hai các bạn sử dụng chức năng là format on sale nó nhỏ nhất là màu xanh minimum cái này mới học hôm trước nè đó mà bạn làm cũng sai hơi tiếc quá nha và lớn nhất nó là màu đỏ cẩn thận hơn trong quá trình đọc đời. Khi tô hai màu tô ba màu dùng con các bạn dùng chức năng là format on style. Ý thứ hai trong câu 1. Các bạn dùng dòng số 1. Rồi. Ý thứ ba tô nền xanh chữ đỏ cho số ngày, được chưa? Từ ngày 10 đến ngày 15 bài này các bạn dùng công thức hoặc là Dùng cái uh, bị truyền này cũng được. Tức là bạn có hai cách, cách thứ nhất á, ý thứ ba có hai cách. Cách thứ nhất bạn dùng chức năng dùng dòng số 2 như bạn làm cho bị truyền từ 10 đến 15. Ok. Rồi, ý 3. Cách 1. Đó, cách 1. Dùng dòng số 2. Cách 2, các bạn viết công thức nó cách hai thì biết công thức công thức nó khá đơn giản và mình đã làm rồi bằng n cái số ngày khóa cột nó lớn hơn bằng 10 và cái số ngày khóa cột nhỏ hơn bằng 15 rồi ở đây thì giả sử thay đổi qua nó là màu vàng thử nha các bạn còn màu thì các bạn tự chọn nha màu nền đóng khung màu về màu phong chữ màu chữ màu chữ nè đóng khung nè màu nền ở đây thầy chuyển vào màu vàng để các bạn coi cái cục ngài nữa nha đó đây nó bình thường nha các bạn nó tức là bạn sử dụng công thức vẫn được nha đó tức là bài này các bạn có hai cách cái thứ nhất là các bạn sử dụng đó là cái phần nhầm số 2 và cách thứ hai các bạn sử dụng đó là công thức đó cách hai này các bạn sử dụng đây là công thức tùy thuộc vào lúc đó người ta yêu cầu như thế nào và thời gian các bạn nhớ cái gì đó thì bạn làm dùm thầy rồi bài làm của bạn chỉ sai cái ý đầu tiên thôi ở xin lỗi sai ý thứ hai thôi bạn làm cẩn thận hơn dùm thầy rồi câu số 1 xong câu số 2 câu số 2 câu số 2 người ta yêu cầu tô hai tô màu thỏ cái điều kiện từ ngày này đến ngày kia bằng hai cách bài này các bạn có thể dùng bằng ba cách nha các bạn để coi bạn dùng được cách nào rồi bạn sử dụng cách thứ nhất á, các bạn sử dụng cách thứ nhất á, là và bác ổn lý sao đất hình tên từ ngày này đến ngày kia Ok dùng dòng số 2 đúng nha và ở đây các bạn đánh vô dùm thầy là năm 2000 không đây 10 tháng 10 ngày 1 các bạn đánh là năm tháng ngày dùm thầy nha Đánh năm tháng ngày và ở đây các bạn cũng dạy năm 2010 tháng 10 ngày 31 luổi nha dùng dòng số 2 và đánh năm tháng ngày đầy đủ Được chưa? đây là cách thứ nhất rồi Cách thứ hai các bạn nó bằng cho bằng 10 À show, show bằng 10 cái này không đúng lắm nha. cái thứ hai mà không đúng nha. Đó, cách thứ nhất. Cách 1. Dùng dòng số 2. Rồi. Cách 2. Rồi bây giờ câu số 2 cách 2. Cách 2 các bạn sử dụng công thức nhé Công thức bằng hàm n Đó, cái ô ngày tháng các bạn nè Ô A3 các bạn khóa cột để công thức các bạn đi xuống Lớn hơn bằng DATE 2010 tháng 10 ngày 1 Và cái điều kiện thứ hai nữa là cái gì cũng cái ô A3 này các bạn nè Nó nhỏ hơn bằng Nhỏ hơn bằng DATE 2010 tháng 10 ngày 31 nó từ ngày này đến ngày kia ở đây thầy sử dụng màu xanh nha Để coi nó đổi không nha đây Nó không đổi được Tức là do cái này của mình sai nhiều quá Rồi thầy sẽ cắt xóa nó đi Delete nè Apply lại nè Ok Rồi cái này thầy sẽ dán công thức nó lại Đây Tức là do mình làm sai nhiều quá Giờ cái mình đưa vô cái nó sẽ không nhảy được đúng Nên mình xóa đi mình làm lại <laughs> Đây Đó nó chạy bình thường các bạn nha Đó cách số 2 các bạn sử dụng công thức Đó là từ ngày này đến ngày kia các bạn dùng hàm đó hàm date hàm date nha đó chú ý hàm date các bạn nhập đó là năm tháng ngày nha hàm date các bạn nhập là năm tháng ngày được chưa năm tháng ngày được chưa rồi cách số 3 cách số 3 các bạn dùng cũng là hàm end luôn rồi các bạn dùng hàm đây ý của bạn đây nè là dùng cái này nè nhưng bạn chưa biết nhớ nè hàm đây nó cũng được hoặc là ở đây các bạn dùng không dùng hầm đây mình hầm man ha bạn dùng hầm man man của gì của cái ô A3 man A3 nó bằng 10 và dia của ô A3 các bạn thấy thầy luôn khóa cột ha cái công thức đó đi xuống bằng 2010 đó đây cái thứ ba bạn dùng hàm mèn này luôn đây, thầy dán công thức vô đây. Câu số 2. Cách thứ ba. Công thức thầy viết rồi thầy dán, dán này thầy đổ vào màu đỏ. Ok, ok, apply. Đó. Được chưa? Các bạn thấy nè. Vận dụng cái kiến thức hàm của mình, mình ráp vô thôi. Còn mình không biết hàm thì bó tay thôi. Câu số 3. Câu số mà tô màu tô ba màu bất kỳ ủa cái này sao lại làm đúng? Tô vào ba màu bất kỳ bạn sử dụng dòng thứ nhất nha. Đây, ủa này là bạn làm đúng. Hả nhưng mà nãy tô hai màu lại làm sai. Không hiểu. Câu 3. Ý 1. Dùng dòng số 1. Ý 2. Rồi ý 2 dùng gì đây? Ý hai các em lưu ý tô màu vàng cho những dòng là x là bắt buộc bạn phải dùng công thức nha bạn. Đó, và bắt buộc bạn dùng phải công thức. Sao tự nhiên o nó như vậy bạn? Được chưa? Nó nó dư thừa đây. Tại vì tô màu cho dòng nên dùng công thức. Được chưa? Công thức thì bạn sẽ gì? Ở đây là bạn dùng thì tô màu cho dòng thì bạn sẽ quét hết bảng nè. Đó, và ở đây là tô màu dòng nên các bạn cũng sẽ dùng công thức luôn Cái ô đầu tiên các bạn nó ô E3 này các bạn khóa cột nè Nó nó bằng GX Nhớ đây là tô màu cho dòng nha các bạn Tô màu cho dòng Rồi nhẹ nhàng vậy thôi, màu vàng thôi Quan trọng là các bạn biết dạng nó thực dạng gì và ráp công thức vô cho đúng thôi Đó, ý 2, sử dụng công thức Rồi Ý thứ ba định dạng mẫu tinh định dạng mẫu tên tức là tô màu cho dòng nha định dạng mẫu tên cũng là tô màu cho dòng tô màu cho dòng thì các bạn sử dụng công thức tiếp Đấy nha định dạng mẫu tên cũng là tô màu cho dòng nha các bạn nhớ em thầy định dạng mẫu tên cũng là tô màu cho dòng nha nó thì các bạn sử dụng đây nó n thôi mới làm thật thầy n cái gì số lượng bán các bạn là từ 5 đến 10 số lượng bán các bạn này là f3 nè các bạn khóa cột nè nó lớn bằng 5 và cái f3 các bạn khóa cột nè nó nhỏ hơn bằng 10 đó và màu thì vô đây làm thôi giả sử này thầy cho nó màu đỏ nha còn các bạn làm chi tiết cho giống người ta còn này thầy chỉ chủ yếu là thầy viết công thức cho các bạn thôi Thủy chủ yếu đây là thầy viết công thức cho các bạn thôi đó rồi ý số 3 nó là bạn dán công thức vô thôi rồi đây là câu 3 ha câu 4 của nó dài không nếu ngắn thì thầy lâm luôn Câu 4 y chang như câu 3 ha Tô màu thỏ điều kiện là CT là B và <laughs> à, CT là B mã CT là B Ok Rồi ở đây bạn lưu ý nè Bạn viết công thức viết tầm 7 tầm 3 nè Đó và mã CT là B ở đây thầy đâu khi nào hướng dẫn các bạn là trong tô màu mà thầy yêu cầu bạn khóa dòng đâu Nó Cái đô la đặt trước chữ này nè Thì người ta gọi là khóa cột Nhưng mà ở đây là người ta đặt trước số nó là khóa dòng qua dòng công thức các bạn nó chạy qua tay phải Các bạn Được chưa? Nên đây các bạn là khóa cột Mới đúng Là cái sai thứ nhất của bạn Cái sai thứ hai các bạn là gì đây? Yêu cầu ký tự đó là B Mã số là, là B Còn này B3 các bạn là một cái chuỗi 4 năm ký tự mà đem số đến chữ B sao được Mà phải dùng hàm Nó cái này Đó là tầm quan trọng của việc các bạn dùng hàm Được chưa? Bạn dùng led một ký tự nó bằng B thì mới đúng Chứ tự dưng nó bằng B là sao được? đưa cái ô đó nhiều ký tự và bay vô bạn so sánh một ký tự sao bằng đúng bạn đó là hai cái sai của bạn nha bạn lưu ý em thôi <laughs> nó cái sai thứ nhất nãy của bạn á, thấy không à lại gì đây là người ta yêu cầu này là tô màu cho cho dòng thì bạn phải khóa cột với công thức các bạn đi xuống còn khóa dòng thì công thức đi ngang bữa trước cho ghi tùm lum hết mà ta <laughs> rồi cái thứ hai nữa đây các bạn là chữ b có một chữ thôi thì bạn phải dùng hàm chuỗi để bạn lấy ra những cái chữ trong đây. Người ta có thể cho ở bên trái, bên phải ở giữa hoặc là một vị trí nào đó thì mình phải dùng hàm chuỗi để mình lấy nó ra để làm sao cho nó giống nhau. Các bạn nhớ giùm đây điều đó nha. Rồi. Cẩn thận hơn trong quá trình làm bài. Rồi câu 4 là sử dụng công thức vậy thôi. Rồi các bạn sửa bốn câu này vô đi, sau đó thầy hướng dẫn test. Rồi câu tiếp theo các bạn đó là câu số 5 trong phần tô màu ô mũi 1 rồi câu năm này hơi nhiều ý nha hơi nhiều ý hơi nhiều ý đây là nhiều cách lộn đây là nhiều cách nhé tô màu xanh cho những ô trống không có dữ liệu bằng 3 cách rồi để coi bạn làm cách nào đây cách thứ nhất các bạn sử dụng đó là dòng số 2 đó và máy lên sao đất thành tên rồi đúng nha câu năm cách một đó dùng dòng số 2 Cách 2 Ai biết lại gì đây Rồi bây giờ cách số 2 nè Cách số 2 thầy sử dụng đó là công thức Đó công thức là gì Cái ô đầu tiên của thầy ô A2 thầy không khóa gì hết A2 là không khóa gì hết nha Tại nếu khóa cột thì công thức nó đi xuống thôi Và khóa dòng công thức đi ngang còn giữa này không có Bằng với một ô trống bất kỳ Ví dụ D3 ô trống ô nào cũng được hoặc là ở ngoài z z hai nó là một ô trống bất kỳ rồi chuyển qua màu vàng được ha đó với z hai là một ô trống bất kỳ nó tức là bạn có thể là cái gì đổi qua g 2 thành một cái ô khác M5 gì chẳng hạn là một ô trống là được cách 3 cách 3 thì các bạn sẽ về cái ô A2 các bạn cũng không khóa luôn bằng mở hoặc kép đóng hoặc kép nó mở hoặc kép đóng hoặc kép màu xanh cách 4 cách 4 các bạn dùng hàm đó là hàm implant e implant e của cái ô A2 này không khóa đó trống bạn dùng hàm implant e nhé cách 5 các bạn dùng hàm len độ dài của a 2 này nó bằng 0 nó tức là sử dụng công thức thôi bạn không biết công thức bạn ráp vô bạn không thuộc công thức không biết thì bạn bó tay à ít nhất là 5 cách nó ít nhất là 5 cách rồi. rồi còn chút xíu coi các bạn còn cách nào nữa thì mình chia sẻ thêm Còn này thì trước mắt này thường dùng đây nằm cách Rồi câu 6 Câu 6 là tô màu sen kẻ thì công thức thầy có đưa cho các bạn rồi Ở đây bạn dùng công thức mod rau 2 ha Rồi nó cũng được ha Đây tô màu sen kẻ Rồi bạn sử dụng công thức này là công thức mod rau 2 chia 0 Rồi ok rồi ra thôi đây rồi còn thầy cũng có gửi cho bạn công một cái công thức được chưa công thức cũng là dùng hàm luôn bằng mod rào chấm phải hai không có lớn hơn không luôn đâu quên nó màu vàng nữa thì nó không thấy rõ màu đỏ vẫn được nhé nó các bạn cho lớn hơn không cũng được và không lớn hơn không cũng không sao đây này với cái gì với rau là cái vị trí dòng người ta xét hai là à, chia cho hai và lấy phần dư nó rồi câu số 7 À, hoặc là thay thay thêm thương tình cho thêm công thức nữa bằng mod int hai ngoặc round trừ một đóng ngoặc chia dòng số dòng được cách ra chấm phẩy hai màu vàng trừ 1 chia n cộng 1 rồi ok đây đây là một công thức nữa công thức này là tô màu cách anh là dòng với cái này là chia cho anh n nha với anh n là số dòng muốn cách ra. Ví dụ bạn muốn tô cách màu cách hai dòng thì bạn đánh số 2. Bài này tô xen kẽ tức là tô một dòng cách một dòng thì đánh số 1 vô. Nó giống như thầy mới ghi. Nó tô một dòng cách một dòng. Chưa? Còn nếu người ta yêu cầu bạn tô màu cách nhiều dòng thì bạn tô màu ghi cái số dòng bạn muốn cách ra. Đó lưu ý là với anh n là số dòng bạn muốn cách ra n là số dòng bạn muốn cách ra câu số 7 câu số 7 tô màu trùng nhau đối với tô màu trùng nhau cho ô thì bạn có hai cách cách thứ nhất á là bạn sử dụng cái dòng số 5 bây giờ đúng hàng câu câu 7 ha câu 7 ý 1. Nó cách 1 dùng dòng số 5. Nó rồi còn cách 2 thì dưới công thức. Rồi ý 2. Ok. Cách 2 thì dùng công thức thôi. Nó dán công thức vô. Rồi nêu nè, thầy dùng công thức nhé bằng cao ít quét cái vùng bạn cần xét từ E4 đến E24 chấm phẩy e 4 lưu ý đây là tô màu cho ô nên quét cột lớn 1 rồi cái này thì chuyển qua màu vàng nó tức là công thức cũng áp dụng cho tô dòng cũng được và tô cột cũng được nhé đó này tô mà cho cột ờ cho ô rồi bây giờ nếu tôi mà cho dòng thì cũng công thức đó thôi nhưng mà ban đầu bạn quét á là quét hết bảng nó ban đầu bạn quét là quét hết bảng còn nãy tô màu cho ô thì bạn quét cột công thức có cung cấp cho bạn qua email rồi mà các bạn không có chịu coi rất là tiếc đó bằng khao yếp cũng công thức y chang vậy thôi, từ a33 e33 đến e53. Rồi chấm phẩy. E33 khóa cột. Rồi công thức các bạn cho lớn 1. Công thức này người ta đã tính toán được kia rồi. Đó, giả thầy giả sử màu vàng. Ok, apply. Nhiệm vụ của mình đó là mình chỉ có ráp vô thôi. Đó. Nó thành nó đúng ở mọi trường hợp rồi. Đó, với e4 này là cái ô đầu tiên mình xét nha. Và nhớ khóa cột giùm thầy nó rồi thì đây là câu 4 câu 5 và câu, uh, câu 5 câu 6 và câu 7 và câu có thầy gợi ý cho bạn thêm vài cách các bạn lưu ý các bạn ghi vô thì uh, <laughs> thấy cái nào tiện thì bạn làm ở vô thi thì cái nào tiện thì bạn làm nhớ giùm thầy rồi mời các bạn sửa rồi bây giờ tiếp tục thầy hướng dẫn cho các bạn đó là phần ôn bụi 1 phần sub tô to có 6 câu rồi câu thứ nhất dùng số đồ tính tổng thành tiền và tổng số lượng theo mặt hàng ok thì công việc đầu tiên của sắp tới đầu là sắp xếp có sắp xếp mặt hàng là đúng rồi tính tổng số lượng ở đây bạn chỉ có tổng thành tiền không có tổng số lượng bạn sai nha ở đây bạn chỉ có tổng thành tiền không có tổng số lượng bạn sai nha bạn rồi so mặt hàng ok rồi quét chọn sub Ừ cái khung đầu tiên mặt hàng tính tổng số lượng và thành tiền bạn phải chết hai ô nha bạn thì người tiêu yêu cầu bạn tính tổng thành tiền và tổng số lượng cẩn thận hơn trong quá trình làm bài sau đó dưới này thì chết ô 1 ô 3 ok các bạn thấy rõ ràng nè khi bạn làm hai cái thì các bạn thấy nó nhảy hai cái cho bạn nè đó ra tôi nè cái số lượng bán là thành tiền đó câu số 2 dùng chức năng subtotal tính tổng như đây của mã sản phẩm và mã CT, mã SP trước. Rồi, mã CT sau. Cả hai đều tính tổng số lượng bán. Ok, nhìn kết quả. Nhìn hình, tạm đúng. Rồi, quét kiểm tra có sắp xếp hay không. Data, Sọt. Mã SP trước, mã CT sau, sắp xếp đúng. Ok. Rồi, bài làm ăn đúng nha. Quét tròn. Subtotal, mã SB trước, thống kê, số lượng, tính tổng, sum, chết 1, chết 3, ok, subtotal lần 2, cũng mã CT, mã CT, tính tổng, số lượng, từ lệnh subtotal thứ hai trước đi, tắt, relay, ok, đây, số lượng SB trước, CT sau, bài làm đúng, câu số 3. Câu số 3, sử dụng phương pháp thống kê subtotal Thống kê mặt hàng, biết rằng mặt thống kê số lượng theo mặt hàng, biết rằng mặt hàng là những cái từ ở giữa. Ok, bạn sẽ lập cột phụ mặt hàng ra. Rồi, ở đây các bạn dùng len trừ 6. Ok, đúng nha, cái này thầy không sợ nữa nha. Các bạn nào muốn biết thì bạn coi coi đáp án của bài bạn này nha. Bài bạn này làm đúng nè. Nó tức là cái này là tại vì bữa trước thầy có chỉ các bạn rồi cái dạng này rồi. Đó, đây. À bà, được chưa? Lấy ký từ bắt đầu lấy ký tự thứ ba và lên trừ 6 lý do bên phải các bạn bỏ 4 và bên trái các bạn bỏ 2. Ok. Rồi sau đó kiểm tra các bạn có sắp xếp hay không nha. Rồi data sub sort. Bạn có sắp xếp mặt hàng đúng rồi. Thống kê số lượng, thống kê tổng số lượng, thống kê số lượng đúng rồi. bài làm đúng nha. Ok. Quét chọn nè. Sau khi bạn sắp xếp xong thì bạn sắp total. Ở đây các bạn làm mặt hàng, thống kê số lượng nha, thống kê số lượng. Z1, Z3, ok Bài làm bạn tốt nha Rồi, câu số 4 Mấy cái này dễ nên thầy đi nhanh chút xíu Nếu bạn nào thấy không kịp thì bạn nói, thầy nói chậm lại nha Câu số 4 Câu số 4 người ta nói gì đây các bạn Dùng chức năng subtotal thống kê tiền trả theo loại phòng và khách Tức là loại phòng trước, khách sau Bài này bạn làm sai nha Bài làm sai nha, bạn chỉ làm có khách thôi Mà khách bạn cũng có vấn đề nữa Nó không có đúng nữa Rồi, nên xin phép bạn là thầy remote on. đó sub total remote on. rồi bây giờ làm cột phụ loại phòng giờ yeah, loại phòng thì ở đây các bạn thấy nè bạn làm sao đây lên trừ chỗ 4 đúng rồi tại vì LED có khi lấy một là mã hai là mã khi lấy ba là mã không biết lấy bao nhiêu bạn dùng lên trừ và bài này các bạn lên trừ 4 bài làm bằng tốt nha tới đây tốt nha rồi bắt đầu làm cái phần kia là bằng sai sắp xếp dữ liệu thì quét chọn nè data sort nè, đó sắp xếp ở đây bạn lưu ý nè sắp xếp gì đây? sắp xếp thống kê tiền trả theo cái gì? thống kê theo cái gì thì sắp xếp cái đó. thống kê theo cái gì thì sắp xếp cái đó. sắp xếp cái gì thì sắp tô tô cái đó. bên đây các bạn thấy rõ ràng loại phòng và khách tức là theo loại phòng và theo khách, loại phòng trước khách sau. sắp xếp có quét tiêu đời nên chết meta data. lưu ý nha, thống kê theo cái gì thì sắp xếp cái đó nhé. Yeah. thống kê theo cái gì là sắp xếp cái đó sắp xếp cái gì thì sắp tô cái đó bài này hay sắp tô thứ nhất là loại phòng bạn nào làm bài này tôi ủy giúp thầy nè loại phòng nè khách nè ok sắp tô lần thứ nhất là loại phòng rồi thống kê tiền trả chết một chết ba ok sắp tô lần hai là khách nó cũng thống kê tiền trả sum từ lệnh sắp tô thứ hai chữ đi tắt relay từ lệnh sắp tô thứ hai chữ đi tắt relay ok nó được chưa? Bài làm gì mới đúng nha. Tự dưng nãy tự tiền trả không lấy gì vậy? Bạn lưu ý bạn nào sai thì sửa vô. Câu số 5. Thống kê số lượng theo quận. Đó. Bạn làm lộn hoài hả ơi Data nè. Sọt nè. Sắp xếp đầu tiên là sắp xếp quận nè. Bạn không sắp xếp luôn. Ok. Rồi cái thứ hai bạn bạn nào là sai bài này bạn nhìn kỹ lại giùm thầy nè. Nhìn kỹ lại giùm thầy nè thống kê theo cái gì thì sắp xếp cái đó Bạn này sắp xếp quận trước nè rồi quét nè đây quét lại các bạn nè quét luôn có tiêu đề nè sub total nè rồi cái dòng đầu tiên là cái mà bạn sắp xếp cái mà bạn sắp xếp ở đây sắp xếp quận thì chọn quận nó sắp xếp quận thì bạn chọn quận nè rồi yêu cầu thống kê tổng nó đây sum nè tổng gì tổng số lượng bạn chết số lượng nè sau đó mới chết một chết ba nó Bài người ta làm gì không làm mà làm gì Lối theo cái gì thì sắp xếp cái đó Theo cái gì thì sắp xếp cái đó Các bạn lưu ý Rồi câu số tiếp theo là câu số 6 Câu số 6 sẽ y chang vậy luôn Mã vật tư Và mã kho mã vật Bài này là mã kho trước mã vật tư sau Mã kho trước mã vật tư sau Bạn làm có một cái thôi nè nó bạn lại quên cái thao tác tùm lum hết á bạn coi lại dùm đây nè rồi data sọt nè Nó. mã kho trước nè Mã vật tư sau nè Ok Đây mã kho trước mã vật tư sau Nó. quét chọn nè Subtotal tô nè Mã kho trước nè Thống kê thành tiền Chết 1 chết 3 Ok Subtotal tô lần 2 Mã vật tư Thống kê tổng thành tiền từ lệnh sắp tôi thứ hai cho đây Tắt relay từ lệnh sắp tôi lệnh hai tự ly trở đi tắt relay ok đó từng bước làm thầy có ghi chú và thầy thao tác cho bạn rất là kỹ mà các bạn làm sai hết trơn luôn ba câu này luôn rồi mời các bạn sửa cho hôm này à, rồi tiếp tục thầy hướng dẫn cho các bạn đó là phần khao ép sim ha à, thống kê thống kê khao ép sim khao ép bớt đó thống kê ha rồi ở đây trước khi làm thống kê ở dưới này á thì ở đây người ta ôm lại cho các bạn, đó là phần uh, ràng buộc Thì ràng buộc thì bạn thay vì bữa trước mình quét một vùng thì bây giờ chọn ngô thôi Vô Data, chọn Data Validation Rồi bạn quét cái danh sách ha Danh sách tên bánh bạn làm đúng rồi nè Đó, quét danh sách list ở dạng tên bánh Rồi tương tự số lượng cũng vậy ha Data Validation List của cái cột số lượng nè Đó, bạn làm đúng rồi nha Thì khi đó ở đây các bạn chọn nó sẽ thay đổi và thay đổi này sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả ở phía dưới này rồi thì đầu tiên các bạn là tổng số phiếu theo tên bánh tức là bạn điểm có bao nhiêu hóa đơn nữa các bạn nó điểm thì các bạn dùng hàm nó hàm khao nó khao ít thì nó có một điều kiện rồi khao ít thì các bạn thấy có hai đối số đối số thứ nhất là vùng điều kiện vùng điều kiện ở đây điều kiện của mình đó nó là tên bánh là tên bánh đây là các bạn thì đây là điều kiện thì vùng điều kiện là cái vùng chứa điều kiện ở bảng chính đó, cái vùng mà nhiều dữ liệu và có cái điều kiện ở bản chính nó là từ cái vùng của mình là từ C3 đến C26 và điều kiện các bạn là chọn OD41 các bạn khóa cột lại có khóa ô lại Enter thì sẽ ra đáp án cho bạn ha rồi còn cái thứ hai các bạn là tổng số phiếu hết hạn theo tên bánh tức là cái đây các bạn thấy rõ ràng nó có hai điều kiện và hai điều kiện thì mình dùng sum if nó rồi điều kiện thứ nhất là hết hạn sử dụng Thì mình kiếm cái chữ hết hạn sử dụng ở đây nằm ở G3 Kéo đến G26 Vùng thì bạn nhân F4 dùm thầy Rồi chấm phải điều kiện là bạn ghi chữ hết hạn sử dụng như người ta Rồi vùng điều kiện 2 là tên bánh Tên bánh thì các bạn quét tên bánh là từ C3 đến C26 Từ C3 đến C26 và tên bánh thì chọn OD41 nó thì nó y chang vậy thôi đó. đó, điều kiện vùng điều kiện điều kiện vùng điều kiện đó đó thì ở đây tùy thuộc vào người ta yêu cầu bạn thì các bạn thấy không vùng điều kiện ở đây thầy để thầy tắt cái màu rồi đi để các bạn dễ nhìn đây thầy tắt cái màu ra đây Đó vùng điều kiện nè này đây. vùng điều kiện điều kiện vùng điều kiện Đó thấy rõ ràng. Rồi, tổng số phiếu theo số lượng, tổng số phiếu theo số lượng. Nó tức là cũng là khao yếp luôn nha các em. Nhưng mà ở đây là điều kiện của mình nó là số lượng. Nó số lượng thì bạn quét cột số lượng nè. Nó là từ E3 đến E26. Rồi, điều kiện các bạn là chọn ô số lượng nè. Thì khi này thay đổi nữa các bạn, nó sẽ thay đổi theo. Okay, đó. Rồi, tổng số phiếu theo số lượng và tên bánh, tức là hai điều kiện là các bạn dùng câu IFS. Rồi, vùng điều kiện 1 là tổng số phiếu theo số lượng và tên bánh. Theo số lượng và tên bánh. Đó, số lượng và tên bánh đây. Thì quét cột số lượng trước. Từ E3 đến E26. Điều kiện là chọn ô số lượng D44. Tên bánh thì quét tên bánh là từ C3 đến C26 rồi chọn tên bánh em bốn nhẹ nhàng đừng nghĩ gì nó cao xa đó, các bạn thấy không à? vùng điều kiện nè vùng điều kiện nè đó vậy dưới này cũng vậy vùng điều kiện nè rồi điều kiện rồi vùng điều kiện từng bước từng bước bằng làm mấy trang người ta thôi đừng có ngồi đó suy nghĩ ừ nó là cái gì đó nó cao xa nó khó khăn rồi tổng thành tiền tổng thì các bạn nó là sum nó có điều kiện là sum ít tổng thành tiền theo tên bánh Range là vùng điều kiện Nó vùng điều kiện Bạn quét cái cột C3 đến C26 Rồi điều kiện chọn tên bánh Đó Và đối số thứ ba nó là vùng tính tổng Các bạn thấy không Vùng điều kiện Điều kiện Vùng tính tổng Tổng thành tiền Nó quét cột thành tiền Thành tiền các bạn là từ H3 H26 vậy thôi nó đúng không vùng điều kiện nè điều kiện vùng tính tổng rồi câu tiếp theo dưới này là hết hạn sử dụng theo tên bánh tổng số lượng hết hạn sử dụng theo tên bánh tức là có hai điều kiện trở lên là sum bớt Đó. Thì các bạn thấy là sum bớt thì các bạn thấy là sum range trước. Sum trước nè. Thì đó là vùng tính tổng, vùng tính tổng đây là số lượng. Nó với một số lượng từ E3 đến E26. Rồi bây giờ tới điều kiện 1. Ở đây các bạn có gì đây? Hết hàng sử dụng và tên bánh làm nào trước cũng được, giả sử làm hết hàng sử dụng, G3 đến G26. nó điều kiện các bạn ghi chữ hết hàng sử dụng vô. Rồi, điều kiện 2 các bạn đó là tên bánh. Đó. Tên bánh thì C3 C26. Rồi chọn tên bánh. D41 Enter. Rất rõ ràng nha. Đó, vùng điều kiện. Rồi cái này điều kiện. No, vùng ở oh, xin lỗi vùng tính tổng vùng điều kiện 1 điều kiện 1 vùng điều kiện 2 nó rồi điều kiện 2 các bạn thấy rõ ràng từng nghĩ nha từng nghĩ từng nghĩ từng nghĩ nha các bạn coi chừng các bạn nhầm đợi dưới này tổng thành tiền theo số lượng là sum Đó nó tổng thành tiền theo số lượng Vậy bạn quét cột số lượng nè điều kiện các bạn là số lượng nè rồi đó là vùng điều kiện, tới điều kiện chọn ô số lượng D44 nè, rồi vùng tính tổng, tổng thành tiền, quét cột thành tiền. Đó, tức là các bạn thấy, bạn dịch cái gì, dịch cái uh, tiếng Anh ra, hoặc là bạn nhớ thuộc lòng. Enter. Nó, nè, range là vùng điều kiện nè, range là vùng điều kiện nè, rồi, area nè, điều kiện nè, sum range là vùng tính tổng nè. Đó này là vùng điều kiện nè nó này là vùng tính tổng nè rồi tổng thành tiền theo số lượng và tên bánh thì cũng y chang vậy thôi smith bớt tổng thành tiền thì quét cột thành tiền rồi điều kiện thứ nhất là số lượng quét cột số lượng rồi chọn ô số lượng rồi hai là tên bánh để quét cục tên bánh. Tên bánh các bạn là từ C3 đến C26 nãy giờ là có tác nhiều rồi nên này thầy nói các bạn tự nhớ nha. Rồi tên bánh. Ừ. Đây là vùng tính tổng. Vùng điều kiện. Điều kiện, vùng điều kiện nó đó. đó, bạn thấy rõ ràng yeah. từng cái từng cái từng trường hợp nó thì hàm xâm á thì nó là gì vùng điều kiện điều kiện vùng tính tổng còn sum là vùng tính tổng, vùng điều kiện, điều kiện, vùng điều kiện, điều kiện. Khao if là gì? Vùng điều kiện, điều kiện. Khao if là vùng điều kiện 1, điều kiện 1, vùng điều kiện 2, điều kiện 2. Đó, nếu không bạn dịch tiếng Anh được, dịch nếu không bạn thuộc lòng. Rồi các bạn sửa cho dùm thầy. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Đó, đối với về lớp cấp lớp cấp đó, thì các bạn nhớ dùm thầy nè. Nhớ em thầy một số vấn đề nha. Ừ. Hmm là V lớp cấp á. Nó sẽ dò theo cột. Còn nếu H lớp cấp nó sẽ dò theo hàng. Rồi cả V lớp cấp H lớp cấp đều có bốn đối số. Thứ nhất. Đây. Thứ nhất nó là trị giò thứ hai nó sẽ là bản dò thứ ba nó là vị trí hàng cột trả về và cuối cùng là cách dò nó trị giò sẽ nằm ở bản chính cái bản nhiều dữ liệu bản dò sẽ nằm ở bản phụ Vị trí hàng cột trả về nó phải là con số nguyên lớn hơn không lớn hơn 1 nha. Lớn 1. Nó phải trả về nó là vị trí là số nguyên, lớn hơn 1 và cách dò là số 0 là dò chính xác. Số 1 là dò gần đúng. Nó hay gọi là dò tương đối đó các em. Đó. Được chưa? Thì chú ý giùm mà thầy cái này. Được chưa? cả về lớp cấp hay lớp cấp đều có bốn đối số đều có bốn đối số rồi trị dò bản dò hàng cột trả về và cách dò rồi thì bây giờ đầu tiên thầy sẽ làm trước cho các bạn câu thứ nhất này này tên hàng thì này kết quả tên hàng các bạn nè sắp theo cột Sắp yêu cầu mình dùng là VLOOKUP. Đó. Trị dò, thầy nói là gì? Đây là kết quả nè. Thì nhìn bên trái kết quả là trị dò. Nhưng mà trị dò này đang nằm ở bảng phụ. Mình sẽ kiếm những cái trị dò này ở bảng chính. Đó nha. Trị dò thì các bạn thấy thầy ghi nè. Phải nằm ở bảng chính. Rồi trị dò xong tới bảng dò. Là từ trị dò của bảng phụ đến kết quả cuối cùng. Từ trị dò của bảng phụ đến kết quả cuối cùng là từ H6 đến Y9 F4 dùm thầy Cột trả về điểm từ trị do của bản phụ điểm qua trái qua phải Trị do bản phụ nè là cột 1 nè này, này cột 2 Cách do đây là chữ nên cách do là không Nó đó, đó là cách dùng của VLOOKUP. Rồi Cái thứ hai Tương tự như vậy Đơn vị tính cũng là VLOOKUP. Đây Đơn vị tính này trị do các bạn này nhìn qua trái thì tên hàng hoặc là mã hàng thì cái này bạn sẽ kiếm ở bảng chính tại vì trị do thì ghi nó nằm bản chính mà còn này trị do ở bản phụ trị do bảng chính xong tới trị do bảng, bản do bản phụ và các bạn quét dịch từ h6 đến G9 từ h6 đến G9 f4 trả về cột 3 cột 1 cột 2 đơn vị tính nằm ở cột 3 cách do không lý do trị do bạn là chữ cực kỳ nhẹ nhàng rồi đơn giá với lớp cấp trị dò. là A6 bản giò quét từ H6 đến K9 từ H6 đến K9 F4 trả vời cột 1 cột 2 cột 3 đơn giá nằm ở cột 4 cách giò không lý do trị giò các bạn là chữ Rồi, ý thứ hai hát lớp cấp hát lớp cấp thì cũng giống như V lớp cấp vậy thôi Chỉ có điều là trị dò nó sắp theo hàng nó bằng hạt lớp cấp Kết quả của bạn là này Thì nhìn lên trên thấy trị dò Mà trị dò này đang nằm ở bảng phụ Thì mình sẽ kiếm những cái giá trị này nè này, Những cái ô oh, à, những cái giá trị này nằm ở bảng chính Đó là A16 Trị dò xong quét bảng dò Quét từ trị dò của bản phụ đến kết quả cuối cùng là từ Y15 đến L16. Y15 đến L16 trả vào dòng 2 cách giờ 0. Nói dòng 1 nè, dòng 2 nè. Rồi. Cái đơn vị tính này cũng vậy, hát lớp cấp. Trị do A16, bản dò. quét từ Y15 cho đến L17 F4 trả về dòng 1, dòng 2 Đơn vị tính nằm ở dòng 3 Cách dò không Rồi đơn giá H lớp cấp Trị dò cũng là mã hàng A16 Bản dò Bản dò quét từ Y15 đến L18 trả về dòng 1, dòng 2, dòng 3 và đơn giá nằm ở dòng 4. Cách dò không lý do chữ dò nó là chữ. Rồi. Tiếp theo cái ý này. Xếp loại bằng về lớp cấp lý do nó sẽ kết quả bạn sắp theo cột được chưa trị do là điểm c 16 bản do quét từ trị do đến kết quả nó giả sử thầy quét từ g 25 đến h 29 f 4 trả về cột 2 cách dò một lý do cái trị dò bạn nè nó là số không liên tục đây nó bây giờ thầy kiểm tra cái vùng quét của thầy nè vùng quét của thầy nó phải từ g máy đây g 26 đến h 29 thôi ở đây thì tới h3 29 đúng không nè g đó nhưng mà g này g25 chứ không phải g26 nó từ nãy thầy nói là g26 đến h 29 nè từ g26 đến h 29 nè nó do nãy thầy không thấy được á nên thầy quét đại rồi cái này thì kiểm tra lại đây g26 đến h29 nè nó rồi là cái thứ nhất cái thứ hai nữa tại sao đây là số 1 tại vì cái trị dò c26 ở đây nè nó là số nó đối chiếu với bên này nè cái bảng bên đây nè trị dò ở bảng này các bạn thấy nè nó là số không liên tục nên cách dò nó là gần đúng được chưa gần đúng rồi câu dưới này cũng tương tự câu này cũng tương tự ha rồi bằng với lớp cấp nhưng mà giá này các bạn trị dò các bạn nó là cb chứ không còn nó là cái ô nữa mà mình phải dùng hàm ở đây led hai ký tự trị dò xong các bạn dò quét từ H34 đến Y36 tức là cũng tương tự cao kia nhưng mà cái này á nó là gì nó dùng hàm led ramid ở đây được chưa led ở đây hoặc có thể người ta ghép chuỗi tùy theo trường hợp người ta cho đời các bạn là cái gì có thể ghép chuỗi hoặc dùng ngày mẹ tháng ngày thời gian gì đó nó ai mượn cần ship printer vậy trời được chưa? rồi bằng với lớp cấp tương tự led hai ký tự đó trị dò xong quét bản dò đó các bạn quét từ h34 đến g36 trả về cột 3 cách dò 0. lý do đây là chữ rồi đơn giá thì cũng tương tự bằng về lớp cấp trị dò led 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 a 34 hai ký tự trị dò xong quét bản dò quét từ h 34 đến k 36 f 4 trả về cục 4 cục 1 nè cục 2 cục 3 đơn giá nằm ở cục 4 cách dò không lý do trị dò nó là chữ đó đó là cách dùng h lúc cấp với lúc cấp ở trường hợp đơn giản đó, trường hợp đơn giản phức tạp thì lòng ít được kia vô thôi đó, chứ không có gì quá khó lòng ít này nọ vô thôi rồi, thì các bạn uh, sửa vô giùm thầy nha. Các bạn sửa vô giùm thầy. À. Này. để thầy phóng to này lên chút xíu nha. thầy đem cái này qua đây để có gì các em nhìn luôn ok nó nằm một chỗ luôn các em dễ nhìn ha rồi rồi mời các em sửa vô nha mời các em sửa vô rồi dạng tiếp theo thầy hướng dẫn các bạn đó là làm cơ sở dữ liệu rút chích dữ liệu trong phần uh, trong buổi hai của mình đó đối với uh, rút chích dữ liệu lọc dữ liệu đó, thì mình có hai dạng ba dạng chính xác là ba dạng thứ nhất đó là lọc tự động này gọi là dùng cái phiểu đó rồi cái thứ hai nó là lọc theo điều kiện và trích trích lọc rút chết có điều kiện nó mình làm ba dạng được chưa rồi, thầy nói đầu tiên, trường hợp thứ nhất đó là lọc. Lọc tự động dùng cái phiếu. Thì đối với trường hợp này thì các bạn quét hết bảng giùm thầy. Kể cái tiêu đề. Quét hết bản, kể cái tiêu đề. Vô data. Các bạn chọn cái phiếu, cái filter nè. Rồi bây giờ người ta yêu cầu cái gì thì làm đó. Ví dụ người ta yêu cầu bạn là mã vật tư đó mã vật tư ví dụ người ta yêu cầu bạn vt03 thì bạn chọn vt003 rồi VT, người ta yêu cầu tên và tư nó small thì chọn nó số lượng yêu cầu số lượng các bạn là 12 thì cái nào là 12 bạn giữ lại đó cái này trường hợp này người ta gọi là dùng cái phiếu hoặc là lọc tự động hoặc là auto fill đó rồi muốn thoát ở đây thì bạn tắt nó đi thôi đây trường hợp thứ nhất trường thứ hai lập điều kiện để lọc và trích lọc và trích thì có hai cách lập điều kiện cái thứ nhất cái thứ nhất á trích ra mã kho k03 tức là bạn lấy cái mã kho copy đó mã kho k03 bạn còn cấp mã kho k03 bằng copy trường hợp thứ nhất rồi điều kiện thứ hai tên vật tư là moss màu nó bạn kiếm tên vật tư. là small điều kiện thứ ba số lượng cấp b số lượng lớn hơn bằng 20 đó đây là cách lập điều kiện cũ cách lập điều kiện cũ nhược điểm của nó ở ưu điểm trước ưu điểm nó làm nhanh tôi nói nhanh nhược điểm khi gặp những điều kiện phức tạp lòng hàm này nọ nó bó tay Do lòng là hàm nhiều rồi kia nó sẽ bó tay Nó chỉ giải quyết những cái trường hợp đơn giản Có sẵn Rồi cách thứ hai Lập điều kiện DK Điều kiện này gồm 2 ô một ô đại diện cho tiêu đề không giống bất kỳ tiêu đề nào có sẵn Thông thường người ta ghi chữ DK hoặc điều kiện Thứ hai là Câu thứ hai là viết điều kiện giống như bạn đang tô mặt Bài này ba điều kiện đồng thời sẽ ra dùng hàm men. Mã kho K03 Chọn ô đầu tiên của mã kho là A8 các bạn khóa cột Y chang như đang nằm trong màu bằng K03 Điều kiện thứ hai là tên vật tư Chọn ô đầu tiên của tên vật tư D8 khóa cột Đó cái này ô A8 Cái này D8 khóa cột Bằng mouse Điều kiện thứ ba là số lượng Chọn ô đầu tiên của số lượng Là E8 F4 Chừng nào khóa cột luôn Bằng lớn hơn bằng hai 20 lớn bằng 20 enter nó điều kiện này giống như bạn đang làm điều kiện để tô màu ở đang viết điều kiện để tô màu mà y chang luôn rồi thế bây giờ tới phân biệt khi viết điều kiện xong hai cách này nè rồi bây giờ tới phân biệt khi nào là lọc lọc thì người ta có chữ lọc thôi có chữ lọc thôi bây giờ làm lọc trước vì biết điều kiện xong các bạn vô data chọn advanced Nếu lọc thì bạn chọn field of list in blank, chọn dấu chấm hay thì gọi hay gọi đó là chấm chọn số 1 Lọc thì chọn chấm chọn số 1 Trích Trích lọc Rút trích Chọn chấm chọn số 2 Nó bây giờ chấm chọn số 1 Lọc List range bản dữ liệu Quét hết bản dữ liệu Quét hết bản dữ liệu Cởi cả tiêu đời Quét hết bản dữ liệu Cởi cả tiêu đời từ A7 đến AG43. Điều kiện bây giờ thầy quét trường hợp thứ nhất là quét như đây, quét 6 ô này. Làm theo trường hợp thứ nhất nha. Trường hợp thứ nhất, điều kiện cách theo cách viết điều kiện cũ á. Đó. đó. rồi, ok. Đây, còn một ô thôi. Bây giờ muốn bỏ nó thì các bạn chọn lia này thôi. Lia trong thẻ hôm nè. Ở xin lỗi trong thẻ data. Rồi, Advent lại một lần nữa. Fill the list, list range, bạn dữ liệu, quét hết bạn dữ liệu, kể cả tiêu đời quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đời Từ OA7 đến OG43 điều kiện như thế này thì quét hai ô thôi. Tức này thầy uh, quét cái điều kiện cái gì? Theo điều kiện mới, quét đúng hai ô. Quét đúng hai ô này thôi. Ok. Đáp án hoàn toàn giống nhau. Hoàn toàn giống nhau. Liền. Bây giờ tới làm trích thì nó khác như thế nào? Advent. Capital List ran bảng dữ liệu. Đó quét hết bảng dữ liệu cởi cả tiêu đời quét hết bảng dữ liệu cởi cả tiêu đời điều kiện làm theo trường hợp cách với điều kiện cũ quét hết sao. đây real Rain, điều kiện quét hết sao. ô vị trí trả về cấp bê chọn một ô trống đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống chọn cấp bê chọn đúng một ô nha chọn đúng một ô đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống. Ok. Rồi bây giờ tới điều kiện bằng cách viết hai ô này thì như thế nào? Lưu ý cái ô này nó cho form thì cởi nó nha, tại nó xét dòng đầu tiên thôi. Data advance capital. List bạn dữ liệu quét hết bạn dữ liệu cởi cả tiêu đề. Quét hết bạn dữ liệu cởi cả tiêu đời Điều kiện đúng và đủ hai ô lập ra. Đúng và đủ hai ô lập ra. Vị trí trả về chọn một ô trống đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống. Đúng một ô nha, đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống. Ok. Đó, các bạn thấy hai cái kết quả hoàn toàn giống nhau. Rồi, tức là viết điều kiện theo cách cũ hoặc cách mới đều được hết. Đều được, được hết. Đó, tuy nhiên đây là những điều kiện đơn giản, gặp những điều kiện phức tạp nếu bạn viết theo cách cũ này thì nó sẽ rất là khó. Được chưa? Nên bạn viết theo điều kiện mới giùm này hết. Rồi, mời các bạn thao tác lại cho máy tính cái nha. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Cái dạng tiếp theo á, cái dạng tiếp theo á là người ta nói gì đây các bạn? Trích ra cái mã kho ngày tháng số lượng thành tiền của những dòng năm 2008. Thì điều kiện này nó không có gì khó các em. Nhưng mà các em lưu ý em thầy chỗ này nè, các em lưu ý chỗ này nè. Đây là hai 2... nó sẽ mở rộng. Đây thầy ghi địa, giả sử ghi điều kiện 2 bằng 5 thì các bạn dùng hàm dia. Đó. Về của gì? Của ngày tháng nè B8 nè Cái bằng khóa cột nè các bạn Nó bằng 208. Thì các bạn thấy điều kiện rất là dễ Rất là dễ Được chưa? Rồi Bây giờ tiếp tục nè Data Advent Capital Tại vì người ta yêu cầu bạn Chỉ trích ra Tức là bài toán rút chết List range bạn dữ liệu Quét hết bạn dữ liệu Cởi cả tiêu đời Quét hết bạn dữ liệu Cởi cả tiêu đời Điều kiện quét hai cái ô mà mới vừa lập ra này mấy bạn quét hai ô mới vừa lập ra nè vị trí trả về chọn một ô trống đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống ok ra đáp án xong rồi với đáp án có được này người ta yêu cầu bạn chỉ trích ra cái mã kho ngày tháng số lượng và thành tiền mã kho ngày tháng số lượng và thành tiền tức là mã vật tư và tên vật tư đó không xài thì bạn quét khối, đây là kết quả nè bạn, kết quả mới vừa trích ra nè. Bạn click chuột phải, bạn delete bỏ nè. Đó, mã kho ngày tháng số lượng thành tiền đơn giá cũng không xài luôn. Thì bạn quét khối cột đơn giá nè. Cái cột cơn giá này nằm ở cái bảng kết quả nha bạn. Bạn kết quả rút chích delete. Đó. Thì lưu ý giùm thầy, trường hợp thứ nhất nếu người ta yêu cầu trích ra một vài tiêu đề, trích ra một vài tiêu đề thì các bạn nhớ giùm thầy, thì bạn cứ rút chích dữ liệu bình thường Xuất đáp án xong rồi Với cái đáp án có được Cái tiêu đề nào không xài thì bạn xóa cục đó Tiêu đề nào không xài thì bạn xóa cục đó Trường hợp số 2 Người ta yêu cầu bạn trích qua một cái sheet nào đó Trích qua một cái sheet nào đó Thì bạn cứ rút trích Tại sheet hiện tại Cứ rút trích tại sheet hiện tại Sau đó với đáp án có được Với đáp án có được bạn Cắt đem đi Đây Cắt đáp án Ctrl X đem qua sheet người ta yêu cầu cần tròn về nha. Thầy nhắc lại, trường hợp người ta yêu cầu trích một vài tiêu đời thì bạn cứ rút trích dữ liệu bình thường đó, ra đáp án xong rồi với đáp án có được bạn xóa đi những cái tiêu đề nào không cần thiết, người ta, tức là người ta không yêu cầu đó, nếu đề bài người ta yêu cầu trích qua sheet khác, thì bạn cứ rút trích tại sheet hiện tại, trích xong rồi với đáp án có được, bạn cắt nguyên cái đáp án đem qua sheet người ta yêu cầu cắt nguyên cái đáp án qua sheet người ta yêu cầu rồi một trường hợp nữa các bạn có thể gặp trong phần rút kết nhưng mà lâu lâu mới gặp. Đây, list rank, bạn dữ liệu quét hết bạn dữ liệu kể cả tiêu đề. Đó. Rồi, điều kiện quét hai ô bằng lập ra. Vị trí trả về chọn một ô trống đảm bảo rằng bên tay phải phía giữ trống. Đây. Chọn nhớ giùm thầy nha, là chọn đúng một ô nha. Đúng một ô đảm bảo rằng bên tay phải phía giữ trống. Rồi. Cái trường hợp này á, trường hợp thứ ba này người ta nói gì? Chỉ trích. Nếu như dữ liệu bị trùng nhau Thì bạn chỉ chích cái dòng đầu tiên Đó thì khi đó bạn nhớ à, Tức là những cái dữ liệu bạn lấy ra Sẽ có những cái dữ liệu mà nó bị trùng nhau Trùng dữ liệu hết Thì khi đó nó sẽ lấy cái dòng đầu tiên Đây Unwear Regularly Tức là nếu như nó bị trùng nhau Chỉ lấy cái dòng đầu tiên Chỉ lấy một dòng duy nhất thôi Một dữ liệu duy nhất Ok Đó Thì cái đó phòng hồi, trường hợp Mà người ta yêu cầu nha Người ta yêu cầu bạn mới chép vô nha các bạn Nhất là người ta nói yêu cầu nếu cái dữ liệu trùng nhau chỉ lấy một dòng dữ liệu đầu tiên. Đó thì bạn chat vô cái anh rồi còn Còn nếu người ta không nói gì thì bạn không đụng tới nha. Đó, thầy nhắc lời có ba trường hợp mở rộng trong phần rút chích. Trường hợp thứ nhất á là trích ra một vài tiêu đề thì bạn cứ rút chích dữ liệu bình thường ra đáp án xong rồi. Với đáp án có được, bạn xóa đi những cái cột không cần thiết, tức là cột người ta không yêu cầu. Trường hợp số 2 là người ta yêu cầu trích qua một cái xích khác thì bạn cứ rút chích tại xế hiện tại. Xong rồi, có đáp án xong rồi với cái đáp án có được đó, với đáp án có được đó, bạn cắt đem qua ship người ta yêu cầu Trường hợp số 3 Người ta yêu cầu bạn là gì Nếu dữ liệu bị trùng nhau Thì bạn chỉ lấy một dòng dữ liệu Của dữ liệu trùng đó Tức là trong đó có 50 dữ liệu Thì có giả sử có gì Có ba loại dữ liệu nó trùng nhau Thì người ta trong ba loại dữ liệu đó Người ta chỉ lấy cái dòng đầu tiên thôi Cái dữ liệu đầu tiên thôi nó Còn những cái loại thì người ta bỏ đi nó thì khi đó thì bạn sẽ chết vô cái chỗ anh quay rồi còn đó lên rồi các bạn thao tác lại dùm thầy chỗ này làm xong thì các bạn cho ta